Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thể thao thưa quý vị và các bạn sau trận hòa trước câu lạc bộ Thái Sơn Bắc ở vòng đấu thứ hai, cộng thêm sự ủng hộ của khá đông khán giả nhà, đội Hưng Gia Khang Đắk Lắk được tiếp thêm sức mạnh tinh thần và sự tự tin rất lớn khi đối đầu với Quảng Nam ở lượt trận thứ ba vòng chung kết giải Phú San HD Bang quốc gia năm 2021 diễn ra vào chiều ngày hôm qua 14 tháng 4. Hiệp một diễn ra khá dằn co khi cả hai đội lần lượt có những cơ hội ghi bàn nhưng không thể tận dụng thành công. Gần cuối hiệp 1, từ một tình huống đá biên gần khung thành Quảng Nam, các cầu thủ Hưng Gia Khang Đắk Lắk đã phối hợp chạy chỗ hợp lý để mai nghỉ đệm bóng mở tỷ số 1-0 cho Hưng Gia Khang. Tưởng chừng như hiệp đấu sẽ khép lại với tỷ số dẫn trước của Hưng Gia Khang thì đúng giây thi đấu cuối cùng của hiệp 1, Quảng Nam có được bàn gỡ hòa một đều gây tranh cãi. Hiệp 2 diễn ra vô cùng sôi nổi khi các cầu thủ Quảng Nam chủ động đẩy cao đội hình để tìm kiếm cơ hội. Không lâu sau khi bắt đầu hiệp 2, một cơ hội đã được A Hưng chuyển thành bằng thắng nâng tỷ số lên 2-1. Phút thứ 7 của hiệp 2 từ một tình huống đá phạt gốc, đội trưởng Hưng Gia Khang Hồ Duy Hải đã có một cú sút bóng sống tung nốc lưới của Thành Long đưa trận đấu trở về và xuất phát. Không khí trận đấu thực sự căng thẳng và chỉ sau vài phút, chỉ từ một pha đá phạt góc, Ngô Chí Tiến đã sút bóng hiểm hóc đập đất bay vào lưới Hưng Gia Khang Đắk Lắk. Đây cũng là pha lập công ấn định chiến thắng 3-2 cho Quảng Nam. Để đối thủ lội ngược dòng thành công, đội chủ nhà Hưng Gia Khang Đắk Lắk vẫn chỉ có được một điểm sau 3 vòng đấu.